Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Noob có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình, đây là Noob đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người, tin nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Rồi thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game trốn tìm các bạn ơi, trốn tìm block Minecraft. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ từ 2D cho đến 5D các bạn nha. Đấy, nói chung là từ cúi bắp nhất cho đến VIP nhất. Đấy, xem rằng là độ khó nó có thay đổi hay không thì đây, để mình sẽ cài cái resource pack đây mà như 1x1 là cứ tính cho là 2D các bạn ơi. Đấy, nhìn nó lỏ ạ. Đấy các bạn nó nhìn rất là lỏ. Minecraft quay trở về thời kỳ nguyên thủy. Úi giời, bắt người dân gà. Úi giời, đen thui lùi các bạn. Thôi được rồi, đấy, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Đấy, ngẫu nhiên sẽ là gọi là đây, để mình xem ai sẽ là người đi tìm đây. Ủa ai đây, ai đây? Ô anh vừa xe à? Ok, đi trốn đi. Ủa chết dở, biết block nào, biết block nào. Đây chết dở rồi. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây các bạn ơi? Chết tôi rồi. Cái này là cái gì đây? Ui rồi, block gì đấy bạn ơi? Thôi được rồi, cứ từ từ các bạn ơi, mình sẽ có cách. Nếu chúng ta sẽ này xem là cái này có trốn ở đây không ạ? Mình có một cái cách rất là hay các bạn ơi. Đấy, cái này block gì mình không biết. Ui. Úi rồi, ôi quả này thì anh không biết đi. Chịu chết các bạn ơi, quá chuẩn bài luôn đi. Hơi lộ thiên, hơi lộ thiên. Đừng có cầm trên tay nha, đừng có cầm trên tay nha. Còn dài nó tôi thấy vẫn đang chạy. Chưa đi trốn, chưa biết anh block luôn. Mèo 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 đi. Rồi ok bạn ơi. Nhìn vành nó chạy rồi à? Oh my god. Oh my god, tôi mà trốn qua được quả này. Thôi mà trốn qua được quả này thì nó chí khó nha. Khó thì mới ấy. Ui ôi, cầm ấy gọi là thanh niên vanh với mình thấy chạy qua cầm quả thanh kiếm. nhìn chả phải là thanh kiếm mà. Như xanh lét luôn bạn ơi. Cầm cái bảng ấy. Nói chung là cứ ấy đây, cứ đi tìm đây. Ui bác người dân đen thùi lùi luôn các bạn ơi, bác người dân đen thùi lùi luôn. Đấy. Khó nha nhở. Ôi 2D này khó nha, tí nữa mình sẽ phải tự đổi là mình là người đi tìm xem nó như thế nào, xem có khó của bạn này. Kêu lại đi Khangg. Khangg kêu lại đi à? Wow, wow, wow. Không thể nó cứ mèo mèo đây. Mèo mèo. Rõ ràng có một thanh niên đứng ở kia sai biết là nhè, sao anh không thấy à? Úi rồi, nguyên cái cục slab kia luôn. Loạn mắt lắm, thanh niên phải làm nên mới biết. À thế à, ok mà chứ cái này đâu. Khó thật các bạn, cái này có nghĩa là khó thật. Làm sao mà có thể ai mà đi tìm mấy chế độ này thôi thua. Rồi, vành rất đen, vành rất là hội người mù đầu tiên. Rồi còn 180 mấy kìa. Được khám phá. Khó thật các bạn ạ. Vành nhìn xuống đất đấy, chỗ nào mà nhấp nháy khả năng phải đấy. Trời, có cả mũi nhấp nháy. Có cả mũi nhấp nháy cả. Nên vạch áo cho người xem lưng à. Rồi ôi. Rồi thanh niên lùa bác người dân chạy toán loạn hướng bên này, sợ quá rồi. Rồi vanh còn gần 2 phút này. 2 phút. Rồi tôi thấy như chạy rồi. Tôi thấy như chạy rồi. Tôi thấy như chạy không biết luôn. Vừa chạy xong, vừa chạy. Rơi đây như. Vừa chạy xong mà ôi rồi ơi. Ôi trời ơi, thế thì vừa chạy xong em ạ. Khó. Mèo màu xanh này. Thì mèo màu xanh bình thường mới thấy chạy xong mà. Mèo này nó màu hồng. Này các bạn thấy mình trốn rất là trí không? Ui rồi ơi. Người dân còn màu đen thì mèo màu xanh là chuyện bình thường. Quá. Sao tôi có thể tin? Đẳng cấp đấy, đẳng đấy. Úi xồi, đẳng cấp. Đánh thử anh golem đi. Chưa. Úi con già này gần mình mèo ấy. Ô. Ô con già ngay cạnh. Mấy thanh niên chạy không nhìn thấy block di chuyển luôn. Nhìn thấy tàng hình luôn. Tàng hình ạ? Sao Noob lại thấy ấy nhỉ? Block di chuyển luôn. Sao thanh niên này mắt mù à? Rõ ràng tức là mình nhìn thấy block của đây này, block của thanh niên này đây này, đấy màu xanh đang đỗ ngay mình. Sao lại không thấy được nhỉ? Ảo thật đấy các bạn ơi. Đâu đấy thế thì đâu xem nha, bây giờ vanh ra đây Noob gọi là chỉ điểm như này ở góc tường. Đấy, ở góc tường phía trước mặt vanh, không đằng sau vanh. Đấy bây giờ thanh niên kia đứng yên đây. Mình có thấy không? Ấy nhảy vào gần kìa, không thấy luôn hả? Ui giời ơi. Thế này hay là nó gọi là không thích hình ảnh ta mà như rồi mình đấy, thấy bóng thôi, thấy cái bóng ở dưới đất thôi. Như thôi được rồi, tí nữa để nút thử trải nghiệm sao các bạn ơi. Thế giờ đứng mở lóc mà lại không đánh trúng được vào lóc nào, hơi sai sai đấy. Phải đứng im đi. Thế này thôi con giày điêu này là như rồi đấy, sử dụng chuông kia, sử dụng chuông kia để phát hiện tàng hình kia. Ui giời ơi, chuông đâu? Biết chuông ở đâu luôn. Đây. Ui ơi, hiện hình hết rồi. Tìm tới ai chưa? Tìm ra hình nhưng mà đánh được hay không? Tìm ra ai chưa? Mấy thanh niên chạy còn chả đuổi được. Chưa, nó hết chung rồi, chung lắm đấy. Đấy chứ. Dùng được một lần thôi. À, không thấy nữa thì thôi các bạn ơi. Đấy, dùng tiếp kìa. Đừng dùng tiếp kìa, 30 giây kìa. Ui trời ơi. Dùng dùng chạy rồi các bạn ơi. Vậy đầu tiên bị bắt được. Phải nghe tiếng thôi. Nghe tiếng là rõ ràng mình thấy mà nhỉ, là như nói được rồi mà như uầy, cái trốn cái này nó bí hiểm mà là mình sẽ không cho ai biết được cái cách mình trốn này bạn. Rồi, đấy như nào bây giờ chúng ta đâu để núp xung phong đấy, mọi người sang bên phe ấy đây, phe đi trốn đây, bên này phe đi trốn đây để núp đi tìm như nào, xem bên kia để tôi thử trải nghiệm là người đi tìm à, để khó như nào bạn ơi. Rồi, ôi giời ơi, có gì khó đâu bạn ơi, không thấy gì thật các bạn, chết giờ tôi kiếm kim cương. Kiếm kim cương đây à? Đấy, cái kiếm kim cương này ảo thật đấy bạn ơi. Chả có lẽ tôi không tìm được một người nào. Golem bị golem đuổi. Golem nó có dí vậy. Thôi ai bảo anh đánh nó mà anh con golem anh cũng còn đánh thì chịu rồi, bác golem này anh golem mà khỏe mạnh như thế còn đánh thì chịu rồi. Rồi được rồi. Kêu gần đây à. Được. Rồi. Đầu đi tìm. Bắt đầu đi tìm qua đây. Anh golem cứ đánh vanh ấy. Kệ vanh. Ai bảo cái đồ chúc bán. Cứ rời mình vẫn đi golem duyệt ạ. Mình thấy block mà nhỉ, sao con rời không thấy nhỉ? Đây này, tôi thấy block cái này. Ái rồi. Ái rồi. Đây này, trong này vần block này. Con ngựa này tránh ra, Rồi. À, anh biết rồi, chỉ có núp thấy thôi, còn mọi người không thấy. Thôi đừng có tiêu rồi như. Con này nào đây? Con này KienRic. Núp vừa thấy ở đây nữa. Ô cái này thì cũng ngoài bên đấy. Ồ cái này block này phải không ta? Không, cái này khó thật, cái này công nhận là khó thật. Có. Này khó nha. Vừa nãy tôi vừa thấy thanh niên là trốn đây xong rồi. Để thanh niên gì có ai nữa. Đâu nhỉ? Vừa nãy thanh niên nào? Bây giờ bác người dân đen thùi lui luôn bạn ơi, bác người dân đen thùi lui luôn. Đâu rồi nhỉ? Trong nhà có ai không ta? Liên tục. Ơi. Trong nhà không có ai luôn bạn ơi. Để không sao, cứ từ từ. Lâu mới lâu ấy. Chỗ này có 3 thanh niên lận. Tí nữa núp đến là chạy cả 3 nhá. Chia ra mỗi người một hướng. Chạy khi là mình đánh mới chạy. Như vậy. Như vậy. Ok bạn ơi, mình cứ đi tìm bạn ơi. Ui cái đè. Cái đè nhìn bằng lư. Không thấy một điều gì đặc biệt. Ok mình cứ đánh bừa đấy bạn ơi. Đâu xem nào. Để nóc nhà xem có ai không. Kia là ấy các bạn ơi. Không ai luôn bạn ơi. Rồi vanh bên kia không đi tìm à? Ôi trời. Không đi tìm được. Đứng ở giữa không trung đi tìm. Ok được rồi. Thế chắc cái này là chỉ một người đi tìm thôi. Rồi ok để núp xem như. Đâu xem nào mình sẽ gọi là khó phết nhờ, một người đi tìm. Thế à, quá lo à. Đây kìa, có gì nó xe dài. Ui cái này là cái gì đấy, cái này là bánh à. Khó thật. Ê, cái này block này sai này. Block này sai này. Nhìn pháp khác biệt luôn các bạn ơi, nhìn pháp khác biệt luôn. Nhờn này. Sai chạy đi. Nhờn này. Bí Ngô này, Bí Ngô đâu khai vào, có ai đấy không? Không có, đây có 3 con rời mà không biết ở đâu, cái meo gần đấy. Rồi. Cái này nhìn pháp khác biệt luôn mà. Mèo à, bạn ơi, mèo à. Mèo. Bắt khác biệt luôn mà, không có bạn ơi, có nhờ. Đâu. Tôi sẽ đi tìm bằng đời thôi. Mà không có thật các bạn ơi, không có. Có đâu. Có luôn ạ. Trò này khoai thế à. Cỡ từ khoai tây rồi đó. Nếu khoai lang của khoai tây đúng không? Ủa, lóc trong này có gì sao? Không khó bạn ạ. Ui, cái giường này mà ấy, cái giường tôi tưởng là cái cục đất nó nhào nặn lên, nó sợ quá đây. Đây bạn này. Chưa hai bạn này, còn hai niên còn Khang gờ với cả. Tuy nhiên Pixel trốn kỹ như vậy, ấy ra. Không, người ta trốn bình thường, người ta trốn cũng lộ thiên không. Người ta khác gọi là bớ được các bạn ơi, đúng nhỉ? Lần này như là cửa đây là cửa nhà. À đây là cửa bạn ơi. Ôi tôi tưởng đây không phải là cái nhà các bạn ơi. Úi thôi cái dương. À sôi thế này thì bao giờ mới tìm đến. Ok bạn ơi, chắc chưa. À đây rồi, Ring Bell rồi. Ring Bell rồi, Ring Bell rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một này, Ring Bell này. À đây ơi, bớ được rồi. À đây rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy chạy bằng răng này. Tầm này chạy bằng răng. Chạy bằng răng. Chạy bằng răng. Chạy bằng răng. Chạy thôi. Rồi, ok, chuẩn bị chờ thêm cái chuông nữa, Ring Bell thêm lát nữa. Úi giời ơi, xa thế nhỉ. Úi rồi vẫn là cục slam chạy. Ok bạn ơi. Bị chặn đâu. Rồi, thôi, 2-3 giây bạn ơi. Ui, thế tính ra là mình cũng tìm gần hết các bạn ạ. Đấy. Thanh niên chạy này. Rồi, thôi được rồi, mình trải nghiệm hết được bạn ơi. Nói chung là cái này khó thật, công nhận là khó bạn ạ. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ đổi sang cái chế độ khác các bạn nha. Đấy, đổi sang gọi là chắc là cái này gọi là 2D đi. Rồi, chúng ta đã nâng cấp đồ họa lên một tầng cao mới bạn ơi. Cái này, à không, lên một nửa tầng cao. Đấy, thế thôi được rồi, cái này không biết gọi là bao nhiêu D các bạn comment để mình biết nào. Nhìn nó có vẻ xịn xò hơn vừa nãy nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu nhá, xem là ai sẽ là người đi tìm mình kệ này. À đây. Bí Ngô. Ui rồi. Ui, quả block này hay này. Ui thôi, cái này hay này, từ nha, mình có cách. Ui, cái này tôi đã biết một cách trốn mà. Ui, cái block này có thể. Ui, xong biến hình kiểu gì đây? Được, như quăng ra biến hình kiểu gì? Bây giờ vào giờ chưa biết luôn. Ui, cái này cũng hơi giống. Cái này hơi giống các bạn ạ. Cũng được các bạn ơi. Ui. Chí luôn nè. Và được có lo không các bạn? Rồi. Mới vào đã mèo. Mèo ngay, mèo liên tục ngay, anh em cũng mèo ngay. Sợ gì mà không mèo luôn. Cái tầm này. Tới mèo tới số là tới bến luôn, như sợ gì mà mèo. Uầy, tính ra là block này nhìn cũng khá là hay đấy các bạn ạ, thật. Nhìn nó đúng kiểu là nâng cấp lên một tầng cao mới, nhưng mà tầng cao này nó kiểu như là màu sắc đó. Ui, bác người dân nhìn đẹp trai hơn này. Ui, bác người dân nhìn đẹp trai hơn hẳn luôn. Như chém cao làng đi chưa cao lắm. Nhìn hay phết các bạn ơi, kim cương kìa. Ngoài có thanh niên trốn gần bác làng ấy. Đấy. Spoil ngay và ông. Chết sợ rồi, vừa lấy mà mình cứ đấm trâu. Đấy, tôi quả hội người mù này tìm không thấy rồi. Như thôi, nếu mà quy định một người đi tìm thì thôi, bị tìm thấy là không chạy nha anh em nhá. Như thấy cho đỡ khổ. Đấy. Không chạy nha, đấy, tìm thấy ai tìm luôn. Tìm ai tìm luôn đi, không chạy. Cho tìm luôn. Cho tìm luôn. Quan trọng là có thấy hay không như. Anh đúng trốn trí như này. Ôi xong rồi. Quả 2D mới quả 2.5D này, trốn kiểu này đúng trí mạng luôn bạn ạ. May vừa nãy mình không chỉ thế như nào. Ui. Bây giờ nâng cấp lên hội người mù Pro Max. Được không các bạn thấy được không? Chứ thế nha, là có mỗi block này có màu này thôi đấy. Nó hay gì? Rồi, anh em kia một nửa thời gian trôi qua rồi đấy. Làm ăn gì làm ăn. Người mù thật rồi. Hội người mù thật rồi mà. Nhảy lên đầu Pixel luôn mà. 30 chưa phải là tớt. Ôi thôi. Thôi. Đánh có trúng không là như hội người mù mà. Rồi. Như đánh trúng chưa? Rồi, thanh niên Bí Ngô đã xử lý video. Được rồi. Mình làm hunter. Không, một người đi tìm thôi thì không chạy. Nếu hai người đi tìm thì chạy đấy, bắt đầu đấy. Nếu mà nhiều người đi tìm thôi rồi, Pixel đi tìm đây thì đấy, mọi người có quyền được chạy. Thôi. Thôi hả? Lại còn thối lên lên này thì hỏng rồi. Quá trí các bạn này, quá trí với con giời. Thôi Pixel có đứng đấy đây. Có lên trên này không? Pixel phát hiện điểm gì đáng ngờ đi chỉ điểm cho Bí Ngô cũng được. Vừa Ở đây có cái gì nó lún vào. Lún vào cái gì? 100 linh mấy giây cho đi tìm cái Bí Ngô. Đúng rồi, lún vào cái gì đấy. Bí Ngô chạy ác thật các bạn ơi, chạy một vòng quanh luôn đấy, chưa tìm thấy ai ngoài Pixel luôn. Thôi Pixel được rồi, đỡ bù rồi. Chúng ta đến trí thật sự bạn, thật sự luôn. Quả đẳng cấp tí nữa Noob sẽ chỉ cho mọi người một quả đẳng cấp là tại sao. Ui, chỉ áp dụng ở phiên bản gọi là 2D với cả 2.5D thôi nhá, còn phiên bản cao hơn thì mình chưa biết đâu bạn ạ. Phiên bản cao hơn thì chắc có lẽ nó rất là lộ à. Cái vậy bao giờ thì chúng kinh thật nhỉ. Có đẳng cấp còn 1 phút này à, còn 1 phút này. Ui, cái này rung chuông có tỷ lệ phát hiện lắm, rung chuông sợ lắm. Chết rồi, chuông được rung rồi. Rung thì bên trái thôi. Ê, không giờ nhìn kịp, chắc giờ nhìn kịp. Kịp không nhớ đâu. Ê, đứng lại ba, đứng lại mà. Đứng lại mà. Ai không đứng lại đâu. Ui, video thấy Noob trốn quả trí không? Video vừa nãy có thấy ở đây không? Được không? Được không? Nhưng mà cái này chỉ áp dụng cho phiên bản ấy thôi, phiên bản ấy thôi, phiên bản dưới thấp thôi. Đấy, chứ còn phiên bản cao là không được các bạn ạ, hơi khó. Ôi, thanh niên rung chuông nãy giờ nhìn được mỗi mình. Được mỗi Noob ở trước mặt thôi. Phế được quyền rung chuông thêm lần nữa cũng không thèm rung. À, nếu phế thật đi. Rồi giờ có kịp không? Rồi giờ có kịp không? Giờ có kịp không? Bắt được thanh niên bên kia không? Rồi đấy, ra đây bắt rồi. Không bắt được. Cũng có nhớ đâu, đâu phải chỗ đó. Ôi trời ơi. Ôi ơi, xa cả mét. Rồi lại đuổi thanh niên nào. Đi kia đứng lại đây, chạy cái gì không được vậy? Vành đúng không? Biết ngay là vành kìa. Ôi giời ơi. Không ăn thua lắm này, được quyền rung chuông mà không ăn thua lắm bạn này, quá lòn. Ui, Noob trốn được quả làm giả làm cái block cỏ đẳng cấp này. Đó, được rồi, bây giờ là mình sẽ nâng cấp lên gọi là cái đồ họa lên một tầng cao mới, đó là 3D các bạn nha. Đấy, đây 3D đây các bạn ơi, nhìn xem nào. Tính ra block nhìn cũng bình thường các bạn ơi, nhìn nó kiểu như là góc cạnh hơn một tí. Rồi, được rồi, chọn hết chưa để start này. Ai đây? Vành MC, lại là Vành MC, người mù mới xuất hiện ở trong lần này thì chắc là tìm rồi. Ui, lần này nhìn rất là thật nha, lần này mà không tìm nữa thì chịu. Ui, nhìn block nhìn nó đẹp hơn hẳn luôn mà nào. Cốt như block nhìn đẹp hơn hẳn luôn, lung linh long lanh luôn các bạn ơi. Rồi được rồi, kệ do mà như Vành mà xây đi tìm đi. Mình cứ trốn ở đây, tôi trốn ở đây tôi sai rồi các bạn ơi, tôi trốn ở đây tôi thấy sai rồi nha. Ui, nhìn đẹp nhở. Nhìn đẹp dã man luôn đấy. Oh my god, nhìn đẹp thật sự ạ. Quá trời đẹp. Được đấy, được ló đấy, không phải dặn vừa nào. Rồi xong Bí Ngô ơi, Bí Ngô bị tìm rồi. Lại xong Bí Ngô rồi. Đánh đi ba, trời ơi. Chưa gì. Thôi được rồi, bây giờ là cho phép được chạy nha, để Bí Ngô đi tìm cùng Vành thì thế cho nó vui các bạn này, đứng chứ đứng yên chán lắm. Như Bí Ngô Pixel này đang đuổi đây, chơi đuổi nhau đi. Thế nó mới vui. Chưa gì đã vào nó tìm được 2 thanh niên rồi như đây. Ghê lắm, Vành vật hack đây rồi. Khe. Mình chạy còn lag cơ. Lag cơ hả? Rồi đây, Vành bọc bên này đi, Bí Ngô bên này. Không đuổi được ạ. Phế rồi. Phế rồi. Phế rồi. Ôi hai phế. Hai thằng phế thật sự. Hai thằng phế thật sự lùa ác ạ. Thôi đừng có khó cái gì, hai em giày rủ nhau đi cùng một hướng. Lại bảo lác đổi cho lác cả. Lác mà lác không. Tự nhiên mình đi câu giờ là ui chết dở rồi. Chỗ này có kẽ này các bạn này, chỗ có kẽ lộ thiên quá nhở. Cái này nó xiên này nhở. Kẻ lộ quá nhở. Mình mà bị tìm thấy là mình bớ được một thanh niên đấy, mình biết đâu đấy. Mà như ở góc tường, mình biết ở góc tường. Góc tường. Ai gần tường là biết. Đấy. Tìm được hình thành tuần. Trời ơi. Như nói chung là ở cái nâng cấp hình ảnh lên 3D lần này thì mình không thể nào mà trốn như cũ được, không thể nào hóa thân thành gọi là block cỏ được các bạn ạ. Mà thế đâm ra là thôi chúng ta phải chuyển đổi mục đích sử dụng ngay. Trời ơi, đầu ra có cả cơ. Trời ơi, tôi đứng này không hay. Con heo này lộ thế, rất đông người. Tôi thấy đâu. Con heo nó rất chạy này. Con heo nó rất đông người. Tôi thấy mấy thanh niên cứ chạy loanh quanh Chỗ này nên Kiên mà không biết ở đâu ạ. Rồi cứ chém cắt gần đi người ta luôn. Anh ơi, trong mặt kìa, trong mặt kìa. Đây 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 đây. Đấy. Ui rồi luôn. Ui rồi, ui rồi. Luôn. Bà thấy con heo đuổi chết rồi. Chắc là báo quá nó tự dưng rút đầu vào. Hai à. Ai bảo Kiên nó đẩy lệch vị trí. Ok. Ai bảo Kiên đâu à, chứ. Còn hai rồi nữa. Tầm này chúng ta cứ bình tĩnh các bạn này. Nó nung à. Đôi khi ấn nhầm một tí có sao đâu. Đôi khi ấn nhầm một tí này anh em. Đi bắt Khangg đi, bắt Khangg đi. Ui rồi. Chết dở rồi, còn mỗi mình tôi à? Chết dở Khangg đã bị lùa rồi à? Ôi giời ơi. Sử dụng kỹ năng 7749 này. Ôi giời. 7749. Thôi thế xong mình rồi, kể cả bây giờ mình sống sót đến giây thứ 60 thì auto là cũng sẽ bị gọi là rung chuông rồi. Thật được rồi, không sao, mình cứ sống sót cuối cùng cũng được. Ring có bell đi. Đi rồi không sao. Nếu sống sót đến giây phút cuối cùng cũng được. Quan trọng gì. Bấm này mọi người nhìn nha. Bấm mà. Ui dữ này. Bắt cua lên cao đã. Chín giây nữa chứ phải để ý nè. Đúng rồi. Còn mấy con dài. Mấy con dài chỉ canh thôi à, cũng ngon đừng dừng đi. Ring có bell. Chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi. Chạy rồi. Đâu rồi? Ôi giời ơi, mấy con ai ơi. Quá được chị. Thế mà chả ai tìm thấy, chỉ rình ăn chuồng mà không ăn thua. Hết rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là ai cũng mong chờ cái việc đó là nâng cấp các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ nâng cấp lên cái hình ảnh cuối cùng nha, nó rất là xịn sò các bạn ơi. Đấy, đây để mình gọi là nâng cấp. Đây, bây giờ chúng ta đã đến nâng cấp cuối cùng bạn ơi. Đó là hình tròn ở trong Minecraft. Đấy, nhìn nó hơi giật giật tí thôi. Được rồi, thôi đi chơi trốn tìm luôn. Ui dồi ôi, giật quá, giật quá. À, ai sẽ là người đây? Ai sẽ là người đến đây đây? Pixel, hôm nay toàn những người mù đây. Rồi, đi rồi. Ui ôi, quả hình tròn nữa bạn ơi. Hình tròn luôn. Ui, cái này hình vuông này. Cái này có trốn được không ta? Cái này có trốn được kiểu này không ta? Oh my god, không, cái này hơi vô lý nha. Cái này hơi vô lý nha. À, ok, ôi ôi. Nhưng mà Pixel cũng không tìm ra được đâu. Chết rồi. Ok. Ui. Rồi đi tìm. Nhà tròn quá ta. Con rời đâu đấy? Con rời đâu đứng đây này? Bí Ngô. Ôi giời ơi. Đi tôi rồi. À, đi tôi rồi các bác ơi. Cú rồi sao? Hết kia là đâu, có vẻ tìm dễ hơn đấy nhá. Bí Ngô thử đánh nút phát nhá. Nào là không động linh tinh này, không động linh tinh. Leo đi mấy con giấy ơi. Leo lên. Khó. Nút an tọa đây rồi sợ lắm. Nút an tọa rồi. Em mèo đây. Mèo. Uầy, cái quả hình tròn này nhìn nó khoai phết nha, đừng có tưởng dễ nha các bạn nha. Uầy. Chỉ nhìn nó thoáng thôi các bạn ơi. Uầy, nhìn con lợn kìa. Cái bác này còn nhìn xuyên được cả nhà luôn. Bác người dân giống mấy bác lọc không, thật sự à em ơi. Nhìn giống mấy bác ngoài đời thật. Đúng là kiểu phiên bản đặc biệt ở trong những Minecraft bạn này. Mình thường Minecraft là mặc định là hình vuông rồi. Ồ, có cái đe này chắc là không biết là hình tròn được này. Cái đe là mọi người không thể nào biết là hình tròn được. Cái đe không hình tròn được. Ôi. Có quả dưa hấu dưới này. Cái bông nó cũng không hình tròn luôn. Quả dưa hấu nào đấy. Uầy. Cái này được không các bạn ơi, cái này được không? Rồi, người mù Pixel sắp hết nửa thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy ai bạn ơi. Đứng im, không được chạy. Cái này một người tìm thôi, không được chạy. Nói chung là tìm cái này chắc là một người tìm các bạn ơi, sẽ không rất lag nên làm ra là đánh máy không trúng ba. Hình tròn, nó là hình tròn nên làm ra khá là khoai đấy. Đấy cái vấn đề là đánh này nhiều khi là phải tìm phải kỹ các bạn ạ, chứ tìm mà con dài nào gần không biết không? Nào khai rất phấn lên thiết không biết. Thế hỏi lắm cái gì mà người ta anh em xương máu rồi. Anh em xương máu rồi. Đấy, đâm ra là mình cũng phải từ các bạn ơi. Ai ơi, là cày đấy nha. Ui các bạn thấy không, cái viên Pixel đánh rồi đấy. Ôi đấy. Cày đấy nhờ. Cày đấy nhà Noob đi tìm thôi được rồi. Noob sẽ đi ngắm nghía xem là có thanh niên nào ở đây không, cùng anh em Thế nào, cái này khó nha. Ngắm thôi. Biết thế vừa nãy mình biến thành cái block gì nhỉ? Block bàn chế tạo, mình nhảy lên nóc nhà đẹp. Chứ con giờ nó meo gần đấy nhỉ. Cái này bóng người biến thành bàn chế tạo đấy. Ok bạn ơi. Cái này nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Đấy là đứng này nãy giờ ông hay tìm đúng không? Đúng vậy. Cái gì vậy? Đúng không biết gì, nó đang thử đây, nó đang thử đây. Đang nhảy nóc nhà tự nhiên gặp vanh. Sợ luôn. Sợ luôn. Sợ quá, nhảy nóc nhà dẫm vào đầu vanh. Vanh im thít thít luôn. Quả đấy vanh im luôn ạ, không đây không nói được câu gì. Lời gì để nói. Rồi, loại trừ. Ok, không sao. Như kiểu gì Pixel chả gọi là kiếm được thêm một khi còn xuống 60 giây hai là có hai lần rung chuông mà. Uầy, nhìn quả TNT này các bạn thấy không? Tròn vo luôn các bạn ơi, cục đất nhìn thấy giống bánh thật. Nào, hay đúng quá. Sao đây không? Rồi. À đứng yên, nó chạy mà. Đừng có mỗi người tìm thôi mà. Có hai người tìm đâu mà chạy. Quen chừng. Rồi. Vô đi Pixel. Nào có quyền rung chuông rồi không rung à? Còn ai? Còn Vanh với cả Kiên thôi, nhanh lên. Ôi giời. Thôi đi. Rung chuông nào? Ring cái bell nào? Đây rồi, con rời đi. Đứng yên, con rời đi chạy rồi. Này, rung chuông mà. Đúng rồi, thôi được rồi, rung chuông là có quyền được chạy, bởi vì khi nó rung chuông là phát hiện rồi. Ui cái cửa của mình tròn luôn này. Đây xem cái áo choàng người ta hình tròn, nhìn người ta như con bộ hung luôn này. À đây, chính xác là con rời này trong nhà. Rồi chắc và Dung đây, nói chung là bây giờ hoặc là bây giờ Pixel đi tìm Vanh đi, Vanh sẽ không chạy mà, nữa rồi, bây giờ Vanh đã an toàn rồi. Mà Vanh chạy rồi. Đúng rồi, đấy. Bây giờ Dung chuông. Bây giờ Dung chuông thì phải đuổi Vanh nhá. Đấy, còn 16 giây kìa. Đây rồi, thấy rồi. Đuổi đi, đấy đi đuổi Vanh đi. Rồi, ui, nhưng mà cái này rất là lag các bạn ơi, Rồi, con rời đi rồi, con rời biến lên. Ôi rồi, đánh toàn hụt đó. Đấy, sách sao 3 giây. Nói chung là mọi người phải hiểu rằng là khi rung chuông phát sáng một cái là người trốn có thể được chạy. Đấy, bao giờ hết phát sáng thì là không được chạy. Đấy, kiểu thế bạn ạ. Ở đâu là Noob sẽ xung phong là người đi tìm. Đấy, để Noob trải nghiệm đấy. Đấy là game cuối để Noob đi tìm này. Ôi trời lag không dám quay. Ở bên này là redstone nên là rồi, như bị Vanh. Trốn đây. Còn Vanh đâu? Bên này. Không, bên này mà. Trốn mà. Rồi, ok bạn ơi. Ủa nó lag các bạn ơi, nó lag tôi phải quay sang bên này các bạn ạ, bởi vì là cái bên kia chốt nè. Rồi quẩy như cái này nó nãy rung chuông quả nhìn thấy hai thanh niên luôn đấy. Đấy kinh nghiệm chúng ta xa chuông mà. Ôi giời ơi, xa đến mây thì cũng tàn thôi nhá. Lần này để tôi tìm con xe này. Không thèm chơi rung chuông nữa, Noob không thèm chơi luôn. Như thế là đẹp. Trừ khi là Noob không tìm được ai thì Noob mới rung. Đỡ quê các bạn đây. Bắt đầu hình tròn. Rồi, thấy nhìn con cừu xem. Oh my god luôn đi. Xem nào, trong nhà nào, mở cửa nào. Úi giời ơi, trong nhà có ai không? Cái đe trong nhà có ai không? Cái này mình phải đánh chuẩn các bạn ơi. Ui, tầng 2 đây. Cái này tầng 2 này, tầng 2 trống rỗng à? Thôi được rồi, bắt đầu đi sang bên này tìm đi. Không ai thật ạ. Ui thôi. Này có ai? Như không ai thật các bạn ơi. Ôi thấy cũng lướt qua cơ. Thế à? Không ai thật các bạn ơi. Thôi được rồi. Mình sẽ chơi chiến thuật là kỹ càng các bạn nhé. Kỹ càng. Kỹ vô. Không, thực ra là nếu mà cái block ở bên trên ấy mà chúng ta đi là chúng ta sẽ gọi là đẩy là nó sẽ bị chính là không đẩy được đâu. Không đẩy gì vừa lấy Noob ấy đây, Noob đi xuyên người Vanh thôi. Như lại mà không đẩy. Đấy con heo nó còn đẩy kia cơ. Đúng rồi. Ok bạn ơi, cái giường. Oh my god, cái giường. Rồi đi ra kim cương nè. Úi dồi ôi, block dưa hấu luôn bạn ơi. Như ngoài luôn bạn ơi. Ngoài luôn à. Đấy, trốn kỹ đây, chết dở tìm đến đống block thứ 4 thứ 5 ạ. Từ nhà đây, trong này ra có ai trong này không ạ? Đe đúng không có ai bạn ơi. Được rồi. Cứ từ bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ đi gọi là sang bên này tìm, xong bắt đầu mình đi nóc nhà các bạn ạ. Cái chiến thuật vừa nãy. Ui giời ơi, đây rồi. Đây rồi, KienRic à. Chạy đi đâu. Ôi rồi. Đấy. KienRic trốn đây các bạn ơi. Đâu. Mình cứ ấy rồi bạn. Ui, đi qua bên này. Qua bên này. Mèo liên tục kìa. Nó biết đâu rồi. Nó nghe thấy đâu rồi. Cứ từ từ. Từ từ nhá. Chứ rồi không có ai đây, là liên tục không ai đây luôn bạn ơi. À nữa không ai đây luôn à? Nào thật đấy. Không ai đây luôn. Ồ không phải các bạn ơi. Vào nhà đây. À, cháu nhà bác. Bây giờ bác nghiên cứu khoa học à? Thì các bạn ơi, 140 à các bạn ơi. Mình mới tìm được con già Kiên mà là thế nào nhỉ? Ơi xong hội người mù rồi. Ảo đấy nhờ. Thì nó mất già Kiên đấy các bạn ơi. Bịp thật đấy. Chắc chắn là mình đang ở gần thanh niên nào. Thế thanh niên đấy mới đang run sợ các bạn ơi. Mà không tìm được. Đang run sợ đấy mà không dám meo. Không dám meo ngủ. Ok meo tới gì luôn rồi. Meo à. Tính là biết thế nào meo các bạn ơi. Ngoẹo luôn đi. Bên này có block TNT đấy sai sách à. Đúng sách à? Nhầm. Ok. Hết rồi. Ok à. Tìm thanh niên nào luôn à. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy các bạn ơi. Ôi block hình tròn. Ủa đấy nhở. Ồ, ơi có block này. Ủa không phải các bạn đây. Ôi nhìn hoa hết cả mắt luôn các bạn ơi. Hình mới cả tròn. 90 giây. Hình mới cả tròn các bạn ơi. 30 giây nữa được rung chun rồi. Rung chun vàng. Chắc chắn là có thanh niên trốn đến nóc nhà là cái chắc rồi. Chỉ là sớm hay muộn để núp bớ rồi. Mà nếu chỉ tỷ lệ là thanh niên vanh là cao. Đấy. Bởi vì vanh tỷ lệ rất hay bị chuyên gọi là nóc nhà. Nên nóc nhà nó bắt con gà các bạn ơi. Ây da, gì rồi. Ôi, pizza bia ơi. Nhờn với chúng tôi này. Rồi, chuẩn bị đi tìm rồi kìa, ok các bạn ơi. Đúng chuông rồi, À đây ơi, thêm một thanh niên nữa này. Đây. Cái này có phải không ta? Cái này lún lại. Mà đâu? Phải không? Không phải các bạn ơi. À, như tôi spam chuột ở đây là không có được. Thôi được rồi. Thanh niên bị ảo giác. Ảo ra. Tôi cũng phanh trốn vừa nãy rồi. Ảo ra. Ở bên này mà. Chúng ta phải tìm Ringo Bell đi. Không đem Ringo Bell, chúng ta phải tìm thêm một thanh niên nữa. Okay. 30 giây. Trên nóc nhà kia là có một thanh niên rồi, lúc đã thấy rồi nhưng mà lúc chưa bắt bởi vì là như đây là vụ làm về đây. Trời ơi, ngã đi luôn à. Rồi. Ui. Ôi giời, đâu dùng phát à? Ui ơi, tận bên kia kìa. Ôi giời. Đúng rồi, sau lưng này. Lùng cái gì, Đây này nha. Rồi sang rồi thôi. Đây. Bên này còn một thanh niên mà. Bên này còn một. Bên này vừa lấy thấy được một thanh niên này. Đây này, thanh niên này. Sao lại bên đấy à? Ui ôi, đi hoa mắt quá các bạn, hình tròn. Bởi vì hình tròn nhìn nó cứ bị hoa các bạn này, hoa mắt này. Được rồi. Chắc có lẽ rằng là mini game trốn tìm từ 2D đến 5D đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy rằng là ở mấy D khó nhất, mình chắc chắn là gọi là phiên bản 2D rồi. Phiên bản tối cổ là khó nhất rồi. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả trong Noob Team. Ở đăng ký hội nha, của mình là xin chào hẹn gặp lại. Bye bye.